Kem chống nắng giờ sim mẫu mới là best seller hiện đã có mặt trên thị trường. Kem chống nắng giờ sim là kem chống nắng có chỉ số SPF cao, dưỡng ẩm và làm dịu da. Giờ sim sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi mọi tác động từ tia cực tím và môi trường. Vậy sản phẩm này có thực sự giúp chị em chống nắng và nâng tone hiệu quả như quảng cáo không? Hãy cùng shop mình tìm hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm kem chống nắng giờ sim mẫu mới đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chắc chắn nhiều chị em sẽ thắc mắc tại sao mẫu mới ra liên tục. Kem chống nắng giờ sim mẫu cũ khác kem chống nắng giờ sim phiên bản mới như thế nào? Trên thị trường hiện nay các cơ sở sản xuất hàng nhái rất nhiều. Trong khi đó sản phẩm kem chống nắng giờ sim rất được người tiêu dùng ưa thích. Việc có nhiều người mua khiến số lượng hàng giả lưu hành trên thị trường ngày càng gia tăng. Chính vì vậy hãng phải liên tục thay đổi mẫu mã, để hạn chế việc hàng giả được lưu thông. Kem chống nắng giờ sim mẫu mới về cơ bản vẫn dựa trên thiết kế cũ. Hãng đã dựa vào phản hồi của người tiêu dùng mẫu mới cải tiến chất lượng ngày một tốt hơn. Giờ sim luôn ưu tiên đặt ý kiến của các chị đẹp lên hàng đầu. Vì thế hãng luôn muốn mang đến một sản phẩm phù hợp nhất với làn da của chúng mình. Chị em có thể tìm mua kem chống nắng giờ sim hồng hàng sách tay tại các shop online ở Việt Nam, hoặc có thể mua của shop mình cho yên tâm là mua đúng hàng thật nhé. Ngoài ra, bao bì kem chống nắng giờ sim mẫu mới có đôi chút khác biệt, và khi bôi bạn sẽ thấy cảm nhận sản phẩm ngày càng tốt hơn rất nhiều. Nhiều khách hàng của shop đã dùng sản phẩm của hãng và hầu như ai cũng mê kem chống nắng giờ sim màu hồng nhất nhé. Kem chống nắng giờ sim có cồn không? Cũng là câu hỏi mà nhiều chị em đang rất thắc mắc. Thì thật ra, thường trong kem chống nắng mỹ phẩm nói chung đều có chứa cồn. Bởi vì cồn tác dụng bảo quản sản phẩm, chống khuẩn và khử trùng, giúp thẩm thấu nhanh hơn. Nhưng như vậy sẽ khiến da bạn trở nên khô hơn và làm cho tình trạng lỗ chân lông to, nổi mụn, nám từ đó cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Sở dĩ có điều này, vì cồn có cơ chế bay hơi nhanh do đó nó làm tan chất dầu tự nhiên của da. Nhưng trong kem chống nắng giờ sim thì không có chứa cồn và vô cùng an toàn lành tính cho da. Vì thế chị em chúng mình có thể yên tâm sử dụng rồi nhé. Kem phù hợp với mọi loại da, nhất là với da khô, da dễ bị kích ứng thì chị em càng nên sử dụng kem chống nắng giờ sim. Kem chống nắng giờ sim hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng giờ sim hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.